Chào tất cả các bạn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách vô hiệu hóa một con rết. Thì khi các bạn đi mua rết thì người ta sẽ bán cho các bạn một cái con rết đựng trong một cái chai nhựa có đục những cái lỗ nhỏ để cho con rết nó thở. Ở đây mình lấy cái chị rết của mình làm thí nghiệm. Đấy. Rồi, thì có nhiều cách để chúng ta khống chế và vô hiệu hóa một con rết như thế này. Các bạn có thể lấy cái chai này, các bạn mở nắp ra, các bạn đổ vào trong một cái xô. Sau đó các bạn dùng một cái gì đấy, các bạn đè đầu con rết lại. Đấy. Rồi dùng kéo cắt bỏ hai cái nanh đó đi là xong. Ở đây thì mình đề xuất một cái phương án, đó là chúng ta sẽ sử dụng cái kẹp để chúng ta giữ con rết. Thì cái kẹp này các bạn có thể mua ngoài chợ với giá rất là rẻ, chỉ vài ngàn đồng thôi. Nhưng mà bởi vì cái kẹp này bằng sắt này, cho nên là khi chúng ta kẹp mạnh thì nhiều khi nó sẽ gây tổn thương cho con rết. Đấy. Thì để tăng cái sự chắc chắn cũng như là đảm bảo an toàn cho con rết, thì mình sẽ chuẩn bị thêm một cái cuộn keo xốp hai mặt ở đây. Chúng ta sẽ cắt ra hai cái đoạn khoảng 3 cm. Các bạn cần thêm một cái kéo nữa để chúng ta cắt cái nanh của con rết nhé. Đây thì mình sẽ dán vào trong cái đầu của cái kẹp này. Việc dán keo vào như thế này nó vừa tạo cái lớp nệm êm đấy, vừa tăng cái khả năng giữ chặt con rết nhờ những cái chất dính ở đây. Bây giờ chúng ta sẽ mở nắp. Việc này rất là nguy hiểm, các bạn nhỏ không nên tự làm mà nên nhờ người lớn làm nhé. Hoặc là các bạn đổ nó ra cái xô rồi các bạn dùng cái này các bạn gắp. Đấy. Bây giờ mình sẽ mở ra. Rồi, nhiệm vụ của chúng ta sẽ gõ nhẹ để cho con rết nó chui ra. Chị rết của chúng ta là vừa nãy mình cho ăn no rồi, cho nên là bây giờ lười vận động, rất là lười vận động. Đây. Chứ bình thường một con rết mới là nó quẩy ghê lắm. Đây các bạn giữ con rết như thế này. Đây chúng ta giữ chặt nó như thế này nhá. Rồi các bạn sẽ thấy là ở phần đầu của nó có hai cái nanh. Hai cái nanh màu đen. Đây này. Đấy, các bạn sẽ dùng kéo, các bạn cắt đi là được. Cắt phập, phập. Thế là xong. Vậy là chúng ta đã khống chế xong con rết. Thì với việc mở cái chai nó ra như thế này, thì nhiều khi con rết nó phi ra một cách bất ngờ. Đấy, rất là nguy hiểm. Cho nên là nếu mà muốn an toàn hơn thì các bạn cứ đổ nó ra cái xô. Sau đó chúng ta sẽ sử dụng cái kẹp này, chúng ta kẹp. Các bạn cẩn thận nó leo lên cái kẹp này, nó leo lên tay mình nhá, nó cắn đấy. Đây các bạn thấy rằng là vừa nãy mình kẹp nhìn cũng rất là chặt, nhưng mà chị rết của chúng ta không hề bị tổn thương đâu con à. Đấy, vẫn rất là ok. Đấy. Rồi, bồi dưỡng cho chị ta chú dế đi nào, chứ không mất công nó lại kiện tụng nữa. Đây, xin mời. Đấy, gặp thức ăn là ăn ngay. Thì đó chỉ là một cái tối kiến của mình thôi. Nếu bạn nào nghĩ ra cách nào hay hơn thì các bạn cứ áp dụng. Nhưng mà tuyệt đối là chúng ta trẻ con là chúng ta không nên làm nhé. Các bạn nên nhờ người lớn. Nhờ người lớn làm. Chứ mà nhờ may mà có chuyện gì xảy ra nó cắn cho một cái thì
nhập viện lúc đấy lại không đi học được, rất là phiền phức. Rết cắn thì không chết người, nhưng mà nó sẽ đau nhức. Mình không khuyến khích các bạn làm điều này ở nhà. Rồi, chào tất cả các bạn.